Đây là cách để các bạn chèn video minh họa vào trong video bạn đang chia sẻ. Video này chúng ta gọi là video B-roll và đây là cách thực hiện. Ở trong giao diện CapCut, các bạn bấm chọn vào video. Đây là video chính. Đầu tiên, hãy lựa chọn khoảng thời gian mà bạn muốn hiện video B-roll minh họa bằng cách chạm tay vào thanh video, di chuyển. Ở đây chúng ta nhìn thấy một đường kẻ dọc màu trắng. Video di chuyển đến đoạn đó nghĩa rằng chúng ta có thể chèn video minh họa vào đó. Các bạn bấm vào nút mũi tên quay lại, bấm vào lớp phủ, bấm vào thêm lớp phủ. Các bạn tìm đến cái video mà các bạn đã quay riêng. Ví dụ đây là một video mình quảng cáo giới thiệu về lọ hoa chẳng hạn. Bấm vào nó, bấm vào nút thêm và video quảng cáo giới thiệu lọ hoa đã hiện lên. Và mình dùng hai ngón tay để phóng to thu nhỏ. Mình có thể di chuyển vị trí của lọ hoa và mình có thể phóng to lên như thế này bằng cách dùng hai ngón tay. Ok, và bên dưới chúng ta nhìn thấy thời lượng của video B-roll ở đây. Chúng ta kéo sang và bạn cũng có thể lựa chọn thời lượng hiển thị. Bấm vào điểm kết thúc của video này, giữ và kéo về đây. Và thời lượng nó bắt đầu từ đây đến đây và chúng ta play nào. Ví dụ 60 phút vào đầu giờ sáng từ 6 giờ đến 7 giờ. Đó. Ok, và các bạn cũng có thể căn chỉnh thời lượng tùy theo các bạn muốn nha. Chúc các bạn thành công với hướng dẫn chèn video minh họa vào trong video của mình.